Hey, Jin, so for how long are you going to stay here? I have no idea. You know me. Ôi, nhìn em dễ thương quá hả? Nhưng mà em đi với Julian á, giống như con voi đi với con chuột vậy á. Nếu như mà em đi chung với anh á, giống như hai con chuột dễ thương lắm á. Ủa, anh bị sao vậy? À, không có gì đâu. Không có gì đâu em. Ủa mà em tính kiểu như là em về đây xong rồi em sẽ ở đâu? Em chỉ đi đây đó để thăm bạn bè thôi à. Mà anh có thể cho em ở ké lại đây có được không vợ? Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Hay là bây giờ đi lên sắp chỗ anh với em, anh cho em ở chung phòng với anh nhé. Xin lỗi mọi người nha, tụi tôi lên trước. Từ từ, anh giỡn mà, anh giỡn xíu. Không có gì đâu ạ. Bạn của anh vui tính quá ha. Thì hai người đó lúc nào cũng vậy á, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã rơi khóe sầu. Wow. Em hát hay quá à. Em có phải là ca sĩ không vậy? Dạ không, em chỉ thích hát và đàn chơi vậy à. Nhìn em đánh đàn mà hát á, dễ thương ghê luôn á. Chào cả nhà. Dạ, chào cô. Ủa, có chuyện gì mà đông vui vậy? Ai đây? Dạ dạ, đây là Phương Trinh, bạn gái của anh Julian từ Mỹ mới về cô. Ơ, không phải đâu bà ơi, chị không phải là bạn gái đâu. Chị chỉ là em gái kết nghĩa thôi à. Sao cũng được. Đúng rồi. Anh biết lỗi mà. Vậy còn mà đừng đánh anh nữa mà. Thôi mà, đừng có đánh anh. À! Cho em miếng đi. Cho tôi ngủ đi mai. Em có biết bữa trưa của tụi anh có như đây không? Đã trốn vô đây ăn rồi cũng theo vô được nữa. Bữa thôi. Miếng chút xíu cũng được mà. Không ăn, em hát cho hai người nghe nha. Cho miếng đi. Tại sao là Cho miếng đi. Tại sao là Đói quá đi. Thôi nè, cho em ăn đi. Cảm ơn anh. Đúng nặng mà đói. Quỷ quái. Ủa? Bé Mai đâu rồi? Nãy đi chung với em mà. À, Mai ghé siêu thị đi mua chút đồ rồi anh. Dạ hả? Anh Quốc, bây giờ ở nhà chỉ có em với anh thôi đó. Ờ, thì sao? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang lướt Facebook. Ngứa lỗ tai quá à. Hả? Anh ngứa lỗ tai hả? Để em quấy lỗ tai cho anh nha. Ngứa lỗ tai nào vậy? Thôi, để khỏi em quấy lỗ tai cho anh nha. Thôi, anh đâu có cần. Đây, để em quấy cho. Thôi, nó không cần. Đây mà. Đây mà, để em quấy cho mà. Anh nói không cần mà. Ở đây để em quấy cho. Con bé này. Đây em quấy cho nè. Sao cái con bé này? Ây da. Bị cái gì vậy? Vậy không chịu quấy lỗ tai hả? Quấy cái gì mà em bị vậy? Vậy quấy cho em đi. Nè, lỗ tai cho em đi. Anh Quốc, quấy lỗ tai cho em đi nè. Anh Quốc. Nè, lỗ tai cho em đi. Nè, em xỉn đúng không? Đi nhậu về thì đừng có làm phiền anh. Lẳng lơ hết sức à. Bị gì vậy? Nữa. Nó tay cho em ấy. Mày đã lẳng lơ. Làm như đẹp trai lắm vậy đó. Gớm móc cứ mũi mũi cho tao. Mũi này không biết đụng vô chưa nữa nè. Trên phòng không có gương soi hay sao vậy? Soi lại bản thân mình đi nha.
Anh Quốc ơi, anh có ở trong đó không? Vô đi mày. Vụ gì á? Em có làm tôm chiên lăn bột cho anh ăn nè. Vậy hả? À, cảm ơn em nha. Ây da, em mới chiên còn nóng hổi luôn á. Ý khoan đã, uống miếng nước tráng miệng rồi ăn cho ngon nha. Sao em tính nhờ anh chuyện gì nữa phải không? Giòn không anh? Mới chiên ngon. Thật ra những cái này em làm là dành cho anh Quốc đó. Em nói tới vậy mà anh còn chưa hiểu hả? Anh Quốc, em không muốn nói chuyện này đâu, nhưng mà em biết một khi em đã quyết định nói ra sự thật thì mối quan hệ tình bạn của em với Mai sẽ chấm dứt. Nhưng mà anh biết không, em chịu đựng hết nổi rồi anh Quốc ơi. Thì hôm nay em phải nói cho anh biết thôi. Hình ảnh của anh lúc nào cũng ở trong trái tim của em hết. Trái tim của em, nếu như mà hôm nay em không nói ra, giống như là bị nổ tung ra đó, anh hiểu không? Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt này của anh, em chịu không nổi anh Quốc ơi. Anh Quốc ơi, anh làm ơn đi anh Quốc. Bây giờ em phải làm sao đi anh Quốc ơi? Em phải làm sao đi anh Quốc ơi? Anh Quốc ơi. Ôi mà Mỹ, em phải làm sao đây anh Quốc? Em nói thiệt đó hả Mỹ? Em chịu không nổi đâu anh Quốc ơi. Em nói thiệt luôn đó hả? Bây giờ em phải làm sao anh? Em làm anh khó xử quá Mỹ à. Tự nhiên bây giờ Mỹ à, anh nói em nghe nè. Dạ. Anh với em không bao giờ đến được với nhau đâu, em hiểu không? Trong tim anh chỉ có một mình Mai thôi. Mi à, em đi ra khỏi phòng giùm anh đi. Anh hứa sẽ giữ kín chuyện này. Trời ơi, thiệt tình. Nè, để dĩa tôm lại em. Anh xin lỗi. Mi à, anh Quốc đây. Cho anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua nhé. Lúc thấy đôi mắt của em, lòng anh như đau nhói. Tình yêu là gì vậy? Em có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc đó em đeo một cái ba lô khổng lồ và dắt theo Henrik. Anh còn nhớ cả câu nói đầu tiên mà em dành cho anh nữa. Mùi gì vậy? Và có lẽ tình yêu của em đã bắt đầu từ đó đúng không? Nhà nội này bị gì vậy trời? Thư gì mà viết dài 40 trang? Anh cũng không khác gì em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và viết cho em những dòng chữ đơn giản này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của em đã khắc sâu trong lòng của anh. Mi à, ừ.